Giờ thì làm lại. Ở đây mình sẽ làm một cái ứng dụng gọi là che mát, vẽ đè lên cái phần hay của cái phía sau ha. Nó như thế này. Mình tạo một cái bóc. Lấy cái bóc của thầy ha. Rồi. Cho nó chế độ 2, tức là nó bung normal lên đó. Đây, lấy cái chất liệu này bỏ lên. Sau đó mình cho nó scale nhiều nhiều một tí. Đây, bây giờ mình xoay mình sẽ thấy nè. À. Hoặc là mình kéo đèn ha. Nhấn shift chuột phải. Nhấn shift chuột phải thì mình sẽ thấy nó chiếu như thế này. Rồi. Giờ thường thường mình muốn vẽ lên thì mình tạo cho nó một cái fill ha. Rồi sau đó một cái black mask, bấm chuột phải. Rồi. Thì lúc này mình sẽ dùng pen ở đây. Nếu mình thích một cái hình gì đó ha, thì mình tạo cho nó một cái layer S-Pen đây nè. Rồi. Trong cái phần pen này thì nó sẽ có cái kênh alpha cho mình ha. Vẽ lên. Tùy thích mình lấy một cái hình gì đó. Ví dụ đây. Rồi. Zoom nó lớn lên. Đây. Mình vẽ lên. Thì vẫn thấy mấy cái sọc. Độ bùm của nó ha. Ha. Mình thấy nó nổi bùm nè. Bây giờ mình mới kéo cái này. Tăng cái phần. À, chọn cái fill nè, tăng cái phần bùm lên hai nè, à, kéo lên nè, kéo lên vẫn thấy nó ở dưới, đúng không? Mình cho nó dày lên mà nó vẫn thấy cái ở dưới này là vô lý. Bây giờ mình muốn mất luôn cái phần hay ở dưới này thì có một cái lệnh. Đầu tiên là mình chuyển đổi từ cái pay color ở đây nè sang hay ha. Rồi sau đó ở cái kênh màu ở đây nè, mình chọn chế độ là replay ha. Đây, nó tự động nó sẽ đầy lên nè. Ha, nó che cái phần dưới đi. Rồi mình muốn cho nó nằm hơi lồi lõm trên đó thì mình giảm phần trăm ở đây. Opacity của nó ha, đây, nó sẽ bằng nằm trên đó. Ha. Đây mình chỉ có việc kéo cái này thôi, rất đơn giản. Không có gì hết. Tại viện chắc không chú ý lắm cho nên là có hoặc là cái hay do cái software không? Rồi em mở lên cái software lên lại ha. Đấy. Ở đây mình muốn chỉnh xuống, chỉnh lên ha, thì ở cái phần này là chính. À, bây giờ nó lõm xuống hẳn ha. Còn nếu mà mình để cái này giảm xuống thì mình sẽ thấy ha. À, đây nó nằm chính xác ở trên này, tô một lớp màu thôi, nó chỉ là tô một lớp màu đơn giản vậy thôi.